ngày 17 tháng 2, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai thi công đầu năm Giáp Thìn 2024, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến metro Bến Thành Tham Lương tại nhà ga trung tâm Bến Thành. Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh Bùi Anh Huấn cho biết, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 có tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và vốn đối ứng từ ngân sách. Theo ông Huấn, tháng 6 năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cho hạng mục điện. Đến tháng 12 năm 2023, công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu di dời, tái lập công trình cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu giao thông đã hoàn tất. Hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản xong để triển khai thi công đồng loạt. Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài hơn 11 km, trong đó đoạn đi ngầm dài hơn 9 km, đoạn đi trên cao dài gần 2 km, 10 nhà ga gồm 9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao. Dự án đi qua địa bàn 6 quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú với tổng diện tích thu hồi 251.136 m², tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 3.753 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt 86,69%, tương ứng 508 trên 586 trường hợp. Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, dự án tuyến metro số 2 được lùi thời gian hoàn thành đến năm 2030.